Vâng, xin chào mọi người. Thì trên tay Tuấn Anh đang cầm một chiếc xe, cái chìa khóa của chiếc xe Toyota Vios đây. Hôm nay Tuấn Anh muốn giới thiệu đến cho mọi người, đó là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, bản Z. Khóa khiển nhé các bạn nhé. Một chiếc sản xuất năm 2014 bản Z, trang bị động cơ máy 1.3, tên tư nhân biển Hải Phòng, 15A51006 sơ si màu đen. Vâng, cái bản Z thì được trang bị động cơ là 1.3, xe thì trang bị hệ thống túi khí, không có ABS, đấy là cái bản Z. Và tất cả đều là gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xòe, la đăng đúc, xi nhan tích hợp trên gương. Nói chung là đầy đủ hết, chỉ thiếu mỗi ABS thôi nha các bạn nhé. Và chiếc xe này thì Tuấn Anh đang chào bán với giá là 295 triệu. 295 triệu các bạn đã sở hữu ngay và luôn một chiếc xe Toyota Vios bản Z đời 2014 phiên bản số sàn như thế này. Về thân vỏ sơn si của chiếc xe thì các bạn thấy đấy, màu đen. Và chiếc xe này thì cam kết là không có đâm va, không có tai nạn và không có ngập nước. Tất cả hệ thống đồ chơi, đồ chiếc của chiếc xe thì các bạn thấy đều được một lạ một lớp cờ rôm sạch sẽ, rất là sáng bóng, rất là đẹp cho mọi người. Biển Hải Phòng, anh em khu vực Hải Phòng thì để nguyên cái biển này cũng rất là đẹp, rất là ok cho mọi người, rất là ok. La đăng đúc nguyên bản theo xe và trang bị dàn 4 lốp thì rất là đẹp và mới, rơi vào tầm khoảng 70-80% về dàn lốp. Về độ đồng sơn của chiếc xe thì còn rất là đẹp, không có va quẹt xước sát. Nói chung là tỉa sơn tỉa xước thì nói chung là đã làm sạch sẽ hết rồi, các bạn về chạy thôi. Và với cái bản Z này thì là một trong những cái bản của taxi. Đấy, một trong những cái bản của xe taxi ra. Vì thế nên là bên em về cũng dọn dẹp, rửa rãy, chỉnh sửa một cách chỉnh chu rồi. Xong đó thì mới mang ra bán ra thị trường. Vâng, thì vì nó chỉ có 295 triệu thôi mọi người nhé. 295 triệu cho một chiếc Toyota Innova bản Z như thế, một chiếc Toyota Vios bản Z thế này. Vâng, nói chung là nó là một cái bản taxi nên là chất lượng của nó thì chắc chắn rồi. Nó không thể bằng những cái bản E, xe gia đình được. Nhưng mà với cái tầm tiền, kinh tế, với cái mức nhu cầu sử dụng thì mọi người có thể là mua chiếc xe như thế này về chạy gia đình, dịch vụ thoải mái, vẫn ok và vẫn bình thường. Tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì nó ra tên tư nhân biển Hải Phòng rồi nên là các bạn yên tâm về tất cả mọi thứ, thủ tục hồ sơ pháp lý của chiếc xe thì bên em cam kết chuẩn chỉnh 100% cho tất cả mọi người, quý khách và các bạn. Đăng kiểm chiếc xe thì còn đến tháng 8 năm 2021. La đăng, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, ẹp chân kính, rồi là tay mở cửa của chiếc xe thì rất là đẹp và sạch sẽ cho quý vị anh chị và các bạn. Đúng không ạ? 295 triệu là giá bên em đã bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho tất cả mọi người. Các bạn đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng bên em, địa chỉ thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Bên em sẽ có nhu cầu và bớt cho tất cả mọi người một chút đỉnh tiền đi lại vài triệu, đấy là đơn giản thôi. Với bản Z thì trang bị tất tần tật là nội thất từ táp lô táp ly đều là màu đen hết các bạn nhé. Và bộ ghế da thì hai màu đen và màu ghi. Chân nỉ nguyên bản bọc một lớp ni lông, bô lăng trang bị hệ thống túi khí rất là đầy đủ. Gương kính chỉnh điện, nâng hạ kính, khóa cửa và gương điện. Keo chỉ chiếc xe thì còn rất là đẹp cho mọi người. Tất cả cái đinh bấm dàn giật cột kèo của chiếc xe thì các bạn có thể thấy đây. Rất là ok đúng không ạ? Rất là ok cho mọi người với một chiếc xe như thế này. Không đâm va, đâm xô, tai nạn hay ngập nước nặng. Va quẹt xước sát tỉa sơn thì đã làm lại rồi. Quá là ok đúng không ạ? Nội thất đây, trần nỉ đây, 3D ni lông đây, sáng bóng và sạch sẽ, keo chỉ đây. 295 triệu là giá của chiếc xe này. Vậy ai trong chúng ta đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc Vios tầm tiền chưa đến 300 triệu về chạy dịch vụ gia đình hay chạy taxi thì cũng khá là ok, nhanh thu hồi vốn.
Về Vios thì các bạn biết rồi, một trong những cái dòng xe lồi đồng túi đá phá không hỏng. Vì thế nên cho dù nó có chạy taxi hay là chạy dịch vụ thì cái tầm tiền như vậy thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường nhé các bạn nhé. Kích kiếc và lốp dự phòng chiếc xe đầy đủ theo xe. Tiền nào của đấy, tiền nào của đấy. Và bản G thì hầu như là không có xe gia đình. Hầu như nhé, Tuấn Anh nói là hầu như. Bản E cũng vậy nhé. Bản E thì bây giờ rất nhiều công ty đặt những chiếc bản E về chạy taxi. Vâng. Đấy, nội thất chiếc xe thì các bạn có thể thấy tính đơn giản như một chiếc xe như thế này, bọn em mua của hãng taxi, được chưa? Nói luôn là mua của hãng taxi thì nó rơi vào tầm 250, 250, được chưa? Thì bây giờ về tất cả mọi thứ đều phải dọn sơn quây, đã mất tầm 10 triệu là thành 260 ạ, 260 triệu. Về ra tên tư nhân biển Hải Phòng mất tầm 10 triệu là thành 270. Chưa tính tất tần tật về nội thất, màn hình, đăng kiểm, nó rơi vào tầm khoảng đăng kiểm này, nội thất, màn hình nó rơi vào tầm khoảng vài triệu nữa. Nó rơi vào tầm 276, 277 triệu. Hồ sơ vào 280 triệu. Chưa? Hồ sơ vào bán 280 triệu chưa? Một chiếc xe dọn lên như thế này, nói luôn cho các bạn, chắc chỉ được 5 đến 7 triệu. 280 triệu vì được chưa? 280 triệu. Thế thì bây giờ bán 295 triệu bao hồ sơ. Đấy, xong rồi lại còn các bạn đến có thể bớt 5-7 triệu. Thì chiếc xe như vậy bên em lãi được khoảng tầm 6-7 đến 8 triệu, được chưa? Vì thế nên là cũng đưa lên cái giá hợp lý. Nếu mọi người không tin hay mọi người có nhu cầu thì có thể vào trực tiếp hãng mua một chiếc xe khi người ta đã hết hợp đồng thanh lý, để về mình cùng dọn lên xem là như thế nào. Mất thời gian lửa tháng cho đến một tháng để dọn xong một chiếc xe không phải là ít, đúng chưa? Vâng. Vì thế nên là các bạn có thể là bảo chiếc xe giá cao, taxi thì rẻ như bèo, nhưng mà không có đâu ạ, không thể có được các bạn nhé. Vì thế nên là các bạn cứ cân đối cái giá, nếu đúng tầm tiền, đúng kinh tế và mua về đúng mục đích sử dụng thì có thể là cân đối về cái giá cả và tầm tiền. Vâng, một chiếc xe như thế này để dọn được lên như thế này 25 triệu là ít các bạn nhé, 25 triệu là ít. Vì thế nên các bạn có thể là cân đối về cái giá nhé. Tất cả hệ thống kính điện, kính điếc của chiếc xe đều rất là ok cho mọi người. Gạt mưa phun nước của chiếc xe. Đấy, về lắp đầu đài, màn hình, rồi là tất cả mọi thứ, dọn nội thất, rồi là mọi thứ của chiếc xe đều rất là phải làm, chứ không thể là không làm được. Đấy. Hệ thống gương cụp xòe như thế này cũng phải lưng lên và ấy vào, chứ còn đâu bản G thì nó không có xi nhan tích hợp trên gương. Lưng cái này thì nó cũng phải rơi vào tầm 2 đến 3 triệu rồi. Vậy còn được bao nhiêu tiền để tấn Tuấn Anh sẽ tính cạn đi cho các bạn. Một chiếc xe chỉ được 5-7-8 triệu thôi. Bến bãi, bến biếc vào, rồi chi phí tiền mình để ở đấy 5-7, có khi là 5-7 tháng, có khi nhanh thì 2-3 tháng, nhanh nữa thì 1 tháng mới dọn xong. Đấy các bạn nhé. Đèn, còi, xi nhan đầy đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy ra để kiểm tra về cái khoang máy của cái chiếc xe Toyota Vios bản G 2014, phiên bản số sàn, động cơ 1.3, tên tư nhân biển Hải Phòng. Vâng, từ những cái đèn này, từ những cái mạ chrome này, rồi đèn gầm này là không có nhé các bạn nhé. Về tự phải dọn lên để bán thì cho đến người dân sử dụng là không phải là động đến một cái gì nữa. Chỉ về người dân thì chỉ việc thay dầu để chạy thôi. Vâng, khoang máy của chiếc xe thì rất là đẹp. Xe thì trang bị động cơ VVTi máy 1.3. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe rơi tầm 6 lít đến 6 lít rưỡi trên 100 km. Chạy taxi thì tất cả những cái gioăng mặt dàn cò như thế này thì về bọn em đều phải thay hết, tại vì nó ngấm dầu, nó ra dầu.
Đó. Rất là ok cho mọi người. Đó. Một cái khoang máy lổ rất là êm. Vừa rồi thì em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu cho tất cả quý vị anh chị và các bạn về chiếc xe Toyota Vios bản Z lưng kịch như EA rồi 2014, số sàn 1.3 với giá tiền 295 triệu đồng. Vậy anh chị em và các bạn nào có nhu cầu quan tâm theo dõi kênh, hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng để biết được một chiếc xe như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.